Chỉ khi có lực lượng chức năng kiểm tra, khách lên phà mới nhanh chóng mặc áo phao theo yêu cầu. Theo những người thường xuyên di chuyển qua sông Hồng như ông Nhật, đây là điều bình thường và vẫn diễn ra mỗi ngày trên hầu hết các chuyến phà. Khách qua sông cũng chẳng quan tâm việc có quy định sử dụng áo phao để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy hay không. Đa số là chủ nhắc nhưng mà còn từ vì là thấy những cái đò đây nó to nhưng mà nó đi thì nó an toàn, gần như là không bao giờ thấy nghe thấy mà có tai nạn ở sông này cả. Nhiều khi là cái ý thức của người dân là chủ yếu thôi, chứ còn chúng tôi thì vẫn thực hiện đầy đủ và treo áo phao sắp xếp đầy đủ. Người ta bảo là nóng thế đấy thì họ có khi chỉ cầm thôi hoặc là họ đứng cạnh cái áo phao đấy. Cùng với lỗi trên, hành vi chở hàng hóa quá vạch dấu mực nước an toàn, tức vi phạm tải trọng vẫn xuất hiện nhiều trên sông Hồng, gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông đường thủy. Từ đầu năm 2024 tới nay, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hành chính tới 241 trường hợp mắc lỗi này. Ngoài ra còn có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 vụ việc liên quan tới 7 phương tiện với các hành vi chở, khai thác cát trái phép bị phát hiện bắt giữ. Chúng tôi đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 và đã xử lý chủ yếu là lỗi quá vạch dấu mực nước an toàn. Trong quá trình tới thì chúng tôi cũng tăng cường xử lý và tuyên truyền đến các chủ phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm nghị định 139 của Chính phủ và luật đường thủy nội địa. Thực tế thời gian gần đây, số vụ việc vi phạm đã kéo giảm hơn so với giai đoạn đầu năm. Nhiều chủ phương tiện di chuyển dọc tuyến sông Hồng đã ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông đường thủy. Chúng tôi chấp hành cái luật lệ giao thông đường thủy là không chở quá tải, cố gắng là chở đúng vạch đăng kiểm. Chở quá tải thì các anh cảnh sát giao thông là xử lý vi phạm quá tải là mất tiền. Chở đúng bằng vạch đăng kiểm là an toàn cho chính phương tiện với bản thân chủ tàu. Mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ kéo dài và phức tạp hơn thường kỳ. Do vậy, việc tuân thủ nghiêm các yêu cầu, quy định và khuyến cáo của lực lượng chức năng chính là biện pháp tốt nhất để mỗi người dân, doanh nghiệp tự bảo vệ mình khi lưu thông trên các tuyến đường thủy. Lực lượng chức năng cũng sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy khi mùa mưa bão đã cận kề.